tập xong xuống không có được, nó ngồi không à, nó ngồi xong nó xuống cái vai vậy nè, mấy người đê. Tình không vừa đâu. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, trực tuyến, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn, tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Bây giờ mấy em thấy anh chưa có đeo bốn cổ tay, chưa có đeo đai, là bộ nhẹ đó. Giờ là nhanh nha, chậm nha, mọi người chưa nhanh luôn. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bò nốt nè, 15, 16, cố lên, 17, 18, 19, cho em thêm cái nữa, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ui, phê quá, phê luôn. Khuyên tụi em nên tập giống anh. Tại vì khi mà tụi em tập giống anh, tụi em có được nhiều cái sức khỏe thang bằng, hệ miễn dịch chống corona rồi. Có thể nha, nhìn có hai từ đó, hai nè, xác định đi, nó khác nhau đó. Nếu mà tụi em dùng lực tụi em bóp vô thì nó ăn cơ tay sau, nó ăn cơ tay sau theo cái kiểu mà nó không tác động nhiều vô cơ tay sau, nhưng mà tác động nhiều vô cái lực, nó cũng được lợi thôi. Còn bây giờ em dùng cái bàn tay em nâng giống như bỡ đứt thì nó ăn vô cơ tay sau rất là nhiều, nhưng mà lực nó không bằng. Hai cái đó đều có tác dụng tốt như nhau, tùy theo trường phái. Ở đây em đi tập nhẹ, bình thường đi chơi cũng sớt, mà bữa nay đi tập nhẹ thì chị sẽ bỡ đứt đó nè. Nhìn nha, đúng không nè, anh làm nhanh lắm, anh này hơn nhau là kinh nghiệm nha. Nhìn anh hài hài vậy thôi á, chứ mà nội công không vừa đâu nha. Yes. Nè, lên 1, 2, 3 mở đích. Wow, thấy chưa, thấy chưa chưa nè hả? Đây chưa thấy nè. Đầu tiên cầm gì nè, không cầm tay trước ra sao, lên được rồi thôi. Xong rồi 1, 2, 3 giữ cho mở đích. Cha con nó sợ 21. Lắm, nó sợ gì không? Biết sợ gì không em? Tập xong xuống không có được, nó ngồi không à? Nó ngồi xong nó xuống cái vai vậy nè, cái nó xuống, đúng không? Mấy em bị đê. Tình không vừa đâu, đúng không? Nó lên tới đây nè, nó không biết nó xuống nào nữa. Đó, cái nó mắt đầu gần cái xuống vai này, xong cái xuống đây xuống nổi xuống. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao.
tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. 7. Máy tập Selectorai 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Phi thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.